Ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý đến từ biên tập viên Ngọc Vân. Vâng, xin chào chị ạ. Sáng ngày hôm nay thì tôi thấy là Hà Nội có một lớp mù mỏng bao phủ đúng không ạ? Không biết rằng là điều này thì có ảnh hưởng đến chất lượng không khí không ạ? Vâng Quỳnh Nga, chính lớp mù này đã giữ khói bụi ô nhiễm quanh quẩn gần mặt đất, khiến chất lượng không khí giảm sút. Cập nhật đến 10 giờ sáng nay, hầu hết các quận huyện của thủ đô Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí từ trung bình cho đến xấu. Cá biệt tại quận Long Biên có một điểm có chất lượng không khí ở mức rất xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. Dự báo từ mai cho tới cuối tuần, chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội vẫn chưa thể tốt hẳn lên được, dao động ở mức trung bình cho tới kém. Nhóm nhạy cảm bao gồm người già, trẻ nhỏ và người bị bệnh hô hấp cần chú ý để bảo vệ sức khỏe. Quý vị lưu ý giữ nhà cửa thoáng mát, lau dọn nhà cửa và hút bụi thường xuyên. Điều này giúp loại bỏ bụi bẩn và ngăn chặn vi khuẩn. Bởi ngay cả khi đóng kín cửa thì bụi bẩn vẫn len lỏi trong không khí và đi vào nhà của chúng ta. Ngoài ra quý vị hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm. Và trong những ngày chất lượng không khí kém thì ưu tiên đeo khẩu trang chống được bụi mịn. Về diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay, dự báo 4 tiếng tới thủ đô Hà Nội vẫn nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng là 33 độ. Đến 4 giờ chiều khả năng trời sẽ có mưa dông, mưa không lớn và sẽ dứt nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh mưa nhiều trong cả chiều nay, cục bộ có điểm mưa vừa tới mưa to, dễ đi kèm gió giật mạnh và sấm sét. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.